Chuyển sang phần tin thể thao điện tử sinh viên, sáng ngày 7 tháng 4 tại GMAT Gaming, vòng loại giải đấu Liên minh Huyền Thoại sau đêm AC Championship 2018 đã được diễn ra với sự tham dự của 32 đội tuyển nhằm tìm ra những đại diện xuất sắc nhất vào chơi vòng chung kết. Số lượng tham gia tuy khiêm tốn hơn mùa 1 nhưng chất lượng chuyên môn lại được các đội đẩy lên khá cao. Không còn những pha giao tranh đụng đầu đánh đó mà là những tình huống kiểm soát rừng, kêu gọi băng trụ và giao tranh một cách hợp lý. Tính toán thời gian cũng được các đội làm tốt hơn khi thời gian hồi phép bổ trợ và vòng rừng được tính toán một cách chính xác. Tuy là tân binh của giải đấu nhưng AFC Hutet lại có cho mình những chiến thắng thuyết phục bằng lối chơi kiểm soát thông minh và sự bùng nổ đúng lúc của các đường. 8 đội sẽ góp mặt tại vòng chung kết bao gồm Đại học FPT, Đại học Công nghệ Đồng Nai, Đại học Ngoại ngữ Tin học, Đại học Công nghệ Thông tin, Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, Đại học Nguyễn Tất Thành, Đại học Công nghệ Thực phẩm và Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh. Vòng chung kết SEC 2018 sẽ được tổ chức thi đấu offline tại trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 với tổng giá trị giải thưởng lên đến 38 triệu đồng. Giải đấu không chỉ là nơi giao lưu gắn kết giữa các câu lạc bộ SEC mà còn là sân chơi để các bạn sinh viên giải trí sau giờ học căng thẳng, mệt mỏi trên giảng đường. Đáng tiếc với tư cách là đội chủ nhà, SEC VV College lại không thể vượt qua vòng loại.